Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng của chương không gian vectơ với hai cái khái niệm, đó là không gian con và tổng giao các không gian con. Nói đến không gian con tức là nó đề cập đến không gian vectơ. Như vậy thì có lẽ nhắc lại một tí với các em về khái niệm không gian vectơ. Chúng ta nhớ lại rằng là một cái tập hợp V với một cái trường số K, K có thể là trường số phức hoặc trường số thực, mà trên V mình xây dựng hai phép toán cộng và nhân. Cộng là cộng các cái phần tử ở trong V, mà nhân là nhân một con số trong trường K với một cái vector, một cái phần tử ở trong V. Và nếu như mà phép toán cộng đó với phép toán nhân mà người ta vừa xây dựng nó thỏa được 8 cái điều kiện, trong đó có 4 điều kiện về phép toán cộng và 4 điều kiện phép toán nhân. Ví dụ như là phép toán cộng thì nó có tính giao hoán, tính kết hợp, rồi tồn tại phần tử không, phần tử đối. Rồi phép toán nhân thì 1 nhân x bằng x, rồi nhân phân phối đối với cộng, vân vân. Thì cái đó nó tạo nên một cái không gian vectơ V trên cái trường K. Thì chúng ta thử xem là không gian vectơ thì như vậy, còn không gian con của một không gian vectơ thì được định nghĩa như thế nào? Không gian con được định nghĩa như thế này: cho tập con V kép khác rỗng của không gian vectơ V, thì cái tập con này được gọi là không gian con của V khi mà hai phép toán cộng nhân mà được xây dựng ban đầu ở trên V đó, mà khi giới hạn nó vào trong cái tập con ôm V kép này nè, nó cũng là một không gian vectơ. Thì lúc đó ta nói cái tập hợp V kép nó là không gian con của không gian vectơ V. V kép với hai toán cộng và nhân xây dựng lúc ban đầu trên V, nó lập thành một không gian vectơ thì nó gọi là một không gian con. Nếu như V kép là không gian con của V mà số chiều của nó bằng số chiều của V thì V kép và V bằng nhau. Bằng nhau ở đây là bằng nhau mình hiểu theo cái nghĩa tập hợp đó, tức là mọi phần tử của này đều là phần tử của cái kia. Và mình có thể chứng minh được một cách dễ dàng rằng là bất kỳ một không gian vectơ V nào nó cũng có hai cái không gian con là bản thân nó là V, và không gian vectơ chỉ chứa một phần tử là phần tử không thôi. Và bởi vì hai cái này là dễ thấy quá đi cho nên người ta gọi hai cái không gian con này là hai không gian con tầm thường trong V. Chúng ta có định lý như sau: tập con V kép khác rỗng của không gian V nó là không gian con của không gian V khi nó thỏa một trong hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là nếu như mình lấy bất kỳ xy nào thuộc V thì x cộng y thuộc V, xin lỗi chỗ này là với mọi xy thuộc V kép thì x cộng y thuộc V kép. Cái này để máy nhập chữ V. Cái thứ hai là với mọi m thuộc K và với mọi x thuộc V kép thì ta có mx thuộc V kép. Cái thứ hai là với mọi m thuộc K và với mọi x thuộc V kép thì lúc đó mình có là mx cộng y thuộc V kép. Toàn bộ cái chữ V này là bị đánh nhầm, nó là chữ V kép. Thế thì định lý này nè, nó cho phép mình một cái công cụ để chứng minh một tập V kép là một không gian con của một không gian vectơ. Thay vì là mình phải thử lại 8 cái điều kiện về không gian vectơ thì em chỉ cần thử một trong hai điều kiện này mà thôi. Ví dụ như thế này, trong R3 cho V kép là tập hợp các cái phần tử x có dạng x1, x2, x3 mà tổng 3 thành phần của nó bằng 0. Chứng minh rằng là V kép là một không gian con của R3. Thế bây giờ muốn chứng minh V kép là không gian con của R3 thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai cái điều kiện mà vừa nêu trong định lý đó. Cái thứ hai là người ta yêu cầu thêm là tìm một cơ sở của cái V kép này khi nó đã là không gian con rồi đó, và số chiều của nó. Thế bây giờ để làm câu A ta làm sao nè? Ta lấy với mọi M thuộc R. Khi người ta trong một không gian vectơ mà người ta không có nói gì về cái trường số hết thì chúng ta hiểu đó là trường số thực. M lấy trên trường R. Với mọi xy thuộc V kép. Hồi nãy các em nhớ là cái chữ V là chữ V kép để nhầm nó đây nè. Bây giờ để mới đúng đây nè. Với mọi xy thuộc V kép đó. Tôi dùng cái điều kiện số 2, tức là với mọi M thuộc R với mọi xy thuộc V kép. Tôi đi chứng minh rằng là mx cộng y cũng thuộc V kép là xong. Thế bây giờ muốn chứng minh cái điều này, trước hết mình tính toán thử xem mx cộng y nó là cái gì cái đã. Thế thì mx tức là lấy m nhân với vector x. Vector x là x1, x2, x3. Như vậy là em có nè, m nhân x1, x2, x3. Y thì mình có y là y1, y2, y3. Thế thì cái phép nhân với phép cộng trong không gian vectơ thì chúng ta biết rồi. Đối với trong cái không gian R3 thì nhân tức là nhân cái số này với tất cả các thành phần của nó, còn cộng tức là cộng các thành phần tương ứng với nhau. Vậy thì khi nhân vô thì em được như nè, mx1, mx2, mx3 nhân với tất cả các thành phần. Rồi ta đem cộng với y1, y2, y3. Và vừa rồi mới nhắc đó, thì em sẽ cộng các thành phần tương ứng với nhau. Như vậy thì thành phần thứ nhất đó chính là mx1 cộng y1. Thành phần thứ hai là mx2 cộng y2. Thành phần thứ ba là mx3 cộng y3. Như vậy là ta vừa tính toán ra được mx cộng với y thì bằng chừng này. Nhiệm vụ của mình làm gì em còn nhớ không? Nhiệm vụ của mình là phải chứng minh rằng mx cộng y này nè, nó thuộc omega, thuộc v kép. Nhưng mà muốn chứng minh thuộc v kép thì sao? Thì hồi nãy người ta định nghĩa v kép á, là tập hợp chứa tất cả những cái vectơ trong R3, tức là cũng có 3 thành phần á, mà muốn thuộc v kép thì 3 thành phần đó cộng lại nó phải bằng 0. Vậy thì ở đây em muốn chứng minh rằng mx cộng y này thuộc v kép thì ta phải chứng minh điều này các em nè. Mình chứng minh rằng là lấy thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ hai cộng thành phần thứ ba nó bằng 0. Nếu chứng minh được điều này, ta kết luận rằng mx cộng y thuộc v kép. Chúng ta đặt nhân tử chung thôi, đặt m nhân tử chung thì chỗ này có x1 cộng x2 cộng x3 cộng với y1 cộng y2 cộng y3. Nhưng mà vì vectơ x tọa độ x1, x2, x3 nó thuộc v kép, mà thuộc v kép thì tổng 3 thành phần bằng 0. Như vậy ta có x1 cộng x2 cộng x3 là số 0 đó. Như vậy chỗ này mình có m nhân với 0. Rồi hồi nãy mình lấy y cũng thuộc v kép. Mà y thuộc v kép thì sao? Thì lúc đó mình có y1 cộng y2 cộng y3 bằng 0 theo định nghĩa của cái tập hợp v kép. Như vậy chỗ này là cộng với 0. Thì m nhân 0 là 0 cộng với 0. Như vậy cuối cùng ta được tổng 3 cái thành phần của vectơ mx cộng y này nó bằng 0. Điều đó nói lên rằng là mx cộng y nó thuộc v kép. Vậy là ta chứng minh xong. Ta có thể kết luận được rằng là vectơ, cái tập hợp v kép này là một không gian con của R3. Lấy hai vectơ trong v kép, lấy một số thực, chứng minh rằng m vectơ thứ nhất cộng vectơ thứ hai cũng thuộc cái tập hợp v kép thì ta kết luận rằng là v kép là không gian con. Ta giải quyết xong câu A. Câu B họ yêu cầu mình là tìm cơ sở và số chiều của cái không gian này. Tìm cơ sở tức là mình tìm một cái hệ độc lập tuyến tính và là hệ sinh ra cái v kép này. Và nếu có cơ sở rồi thì ta đếm số vectơ trong cơ sở thì chúng ta sẽ biết được cái số chiều của cái v kép. Mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải diễn tả cái v kép này một cách rõ hơn. Nó là chứa những cái vectơ x như thế nào. Thì các em xem nè, mình có thể coi đây như là một cái phương trình. Đây là một cái phương trình 3 ẩn x1, x2, x3. Vậy thì mình cho x2 và x3 là hai cái ẩn tự do. Mình tính x1 theo x2 và x3. Vậy ta viết rõ hơn một tí nha. Như vậy là v kép bằng x là những cái vectơ chứa 3 thành phần là x1, x2, x3. Trong đó x1 là bằng trừ x2, trừ x3. Vậy thì cái vector x thay vì viết là x1, x2, x3 này, thì mình thay x1 bằng trừ x2, trừ x3. Đây, trừ x2, trừ x3. Em thấy chưa nè? Rồi x2, x3 mình giữ nguyên. Trong đó x2, x3 là thay đổi tùy ý trong R. Vậy là mình đã giải xong cái phương trình này. Cái nghiệm này nè, cái x này nè, người ta gọi là nghiệm tổng quát của cái phương trình này. Đây, đây là một cái phương trình tuyến tính. Thuần nhất bên phải là số 0. Thế bây giờ từ cái nghiệm tổng quát này nè, tôi đi tìm ra cái nghiệm hệ nghiệm cơ bản của nó. Cái này chúng ta có học ở trong cái chương hệ phương trình tuyến tính đó. Từ nghiệm tổng quát muốn suy ra hệ nghiệm cơ bản thì chúng ta cho hai cái ẩn tự do x2, x3 này nè lần lượt nhận giá trị là 0, 1. Đứa này là 0, đứa kia là 1. Đầu tiên cho x2 là 0, x3 là 1. Thì lúc đó ta được nè, thế vào trong cái nghiệm tổng quát x3 là 1, x2 là 0. Lúc này x1 là trừ x2 trừ x3 là bao nhiêu nè? x2 là 0, x3 là 1. Chỗ này là trừ 1. Đây là một nghiệm cơ bản. Rồi ta cho x2 là 1, x3 là 0. Thì ta được một vector z. x3 là 0. Đây, x3 là 0. x2 là 1. Đây là 1. Ta tính x1. Thế x3 là 0. Và x2 là 1. Chỗ này là trừ 1. Thì ta được YZ. Đây là hệ nghiệm cơ bản. Bây giờ mình chứng minh rằng cái hệ YZ này nè, nó là cơ sở của không gian con V kép này. Muốn làm chuyện đó thì trước hết là chứng minh nó độc lập tuyến tính. Thứ hai, chứng minh nó là cái hệ sinh ra cái V kép, tức là mọi phần tử trong V kép đều là tổ hợp tuyến tính của Y và Z. Thế trước hết tại sao Y và cái hệ mà chứa YZ này nó độc lập tuyến tính? Là tại vì thế này. Thứ nhất là Y khác vector 0 trong R3. Vector 0 trong R3 là 0, 0, 0. Hệ mà có một vector khác vector 0, đó là độc lập tuyến tính. Rồi Z nó không bằng KY, cái này nó không tỷ lệ. Tức là Z không phải là tổ hợp tuyến tính của cái này, của Y. Như vậy thì khi mình bổ sung Z vào trong cái tập hợp mà chứa Y thì mình được một tập độc lập tuyến tính. Như vậy rõ ràng YZ là tập độc lập tuyến tính. Hiển nhiên là em có thể làm một cách khác, đó là em lập cái ma trận mà liên kết với cái hệ này. Em viết hai cái tọa độ này nè, thành ra hai dòng trong một cái ma trận A. Rồi em tính cái hạng của A. Đó. Nếu hạng của A bằng 2 thì em kết luận là Y và Z độc lập tuyến tính cũng được. Cái thứ hai là em chứng minh rằng cái hệ YZ này là tập sinh ra cái không gian V kép này. Thế tại sao như vậy? Muốn chứng minh YZ là tập sinh ra cái hệ V kép thì em phải chứng minh thế này nè. Với bất kỳ x nào thuộc V kép, tức là với bất kỳ x nào mà có dạng là trừ x2 trừ x3 phẩy x2 rồi phẩy x3 vậy nè, đây là x1, x2, x3 nè, thì bao giờ cũng diễn tả được vector x này thông qua Y và Z, diễn tả nó là tổ hợp tuyến tính của Y và Z. Thì em thấy nè, mọi x thuộc cái V kép này ta có x bằng bao nhiêu Y và bao nhiêu Z cộng lại, thì ta dễ thấy rằng là nó bằng x3Y cộng x2Z. Khi em lấy x3 nhân với lại Y thì chỗ này là x3, chỗ này là trừ x3, chỗ này 0. Em lấy x2 nhân với Z thì chỗ này là trừ x2, chỗ này là x2 và chỗ này là 0. Thì em cộng lại em dễ kiểm tra thấy rằng là hai đứa này cộng lại chính là trừ x2 trừ x3, x2, x3. Quá dễ, chuyện đó là quá dễ. Thì với hai cái điều vừa chứng minh như thế này, YZ độc lập tuyến tính và YZ là tập sinh ra V kép, thì ta đủ để kết luận rằng nó là cơ sở của cái không gian con V kép này đây. Và trong cơ sở này nó có hai vector. Mà ta biết rằng số chiều của không gian thì bằng số vector trong cơ sở. Như vậy ta kết luận rằng số chiều của V kép là 2. Ta vừa giải quyết xong hai cái ý trong câu B. Thế trong cái ý thứ hai này nè, nó nói lên một điều rằng là mà cái điều này mình cần phải nhớ luôn để sau này mình làm trắc nghiệm cho nó mau. Sau này khi em gặp một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, tức là cái hệ tuyến tính mà các cái thành phần, các cái hệ số tự do bên tay phải bằng 0 đó, thì có thể chứng minh được rằng như đã chứng minh trong câu B và câu A đó, là cái hệ nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì chúng sinh ra một cái, nó là một cái không gian con của cái không gian Rn. Cái thứ hai là hệ nghiệm cơ bản của cái hệ phương trình tuyến tính đó, nó chính là cơ sở của cái không gian, các cái nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Tôi có cái ghi chú sau đây. Nếu V kép là tập hợp nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất N ẩn, thì em nhớ luôn đi, cái V kép này nó là không gian con của Rn. Nếu N ẩn thì cái này là không gian con của Rn. Cái thứ hai là có thể chứng minh được số chiều của nó bằng N trừ RA, với A là ma trận các cái hệ số. Và hệ nghiệm cơ bản của cái hệ nghiệm đó, nó là cơ sở của cái V kép này. Điều này là một cái điều cần nhớ để làm toán trắc nghiệm cho nó mau. Vừa rồi chúng ta nói đến khái niệm không gian con của một không gian vectơ. Bây giờ ta tìm hiểu một khái niệm nữa, đó là không gian sinh bởi một tập hợp. Bây giờ trong không gian vectơ V cho cái tập hợp M, nó chứa n vector là x1, x2, vân vân, xn. Người ta đặt M để trong hai cái dấu như thế này, là tập hợp tất cả các cái vector Y, mà Y là tổ hợp tuyến tính của các vector trong M. Nói gọi lại là gì nè? Tập hợp này nè, nó là tập hợp chứa cái gì? Chứa tất cả các tổ hợp tuyến tính. Tất cả những vector nào là tổ hợp tuyến tính của các cái vector xy ở trong cái hệ M. Thì khi đó người ta chứng minh được rằng cái tập hợp này đó, nó là một không gian con của không gian vector V. Đó là ý thứ nhất. Tập hợp này nó là không gian con. Thứ hai, nó là không gian con nhỏ nhất chứa M. Cái thứ hai, nếu người ta muốn hỏi cái cơ sở của cái không gian con này, thì các em nhớ là cơ sở của nó là hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Trong cái hệ M, em rút ra một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại. Cực đại có nghĩa là nếu mà em rút ra được một cái hệ độc lập tuyến tính trong M rồi, mà em bổ sung thêm một cái vector nào trong M mà không thuộc cái trong cái hệ mình rút ra đó, bổ sung thêm một cái thành ra phụ thuộc tuyến tính, thì cái hệ đó gọi là hệ độc lập tuyến tính cực đại. Khái niệm này chúng ta học ở trong những tiết trước rồi. Thì cái hệ độc lập tuyến tính cực đại trong M để chứng minh được nó là cơ sở của không gian con M này. Và chiều của nó thì bằng hạng của M, hạng của vector đó. Bởi vì hạng của một cái hệ vector đó chính là số vector trong cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M, tức là số vector trong cơ sở. Rồi, để hiểu rõ cái không gian sinh bởi một tập hợp, chúng ta xét thử cái ví dụ sau đây. Trong không gian vector R4, tìm một cơ sở và số chiều của không gian con sinh bởi 4 phần tử này. Mỗi vector này nè là trong R4 nè. Thì V kép là không gian con sinh bởi 3 cái vector này. Nhắc lại, như vậy là V kép là tập hợp tất cả những vector trong R4 mà mỗi vector là tổ hợp tuyến tính của 3 vector người ta cho đây đây. 3 vector này. Bây giờ, đương nhiên cái này là không gian con rồi, do định lý hồi nãy. Cái đó là không bàn cãi nữa. Người ta chỉ hỏi mình là không gian con này nè, chỉ cho họ một cơ sở và cho biết số chiều. Thì đương nhiên là biết cơ sở thì mình đếm vectơ trong cơ sở thì mình biết được số chiều của nó. Theo định nghĩa vừa rồi thì một cái cơ sở của không gian con V kép nó là hệ độc lập tuyến tính cực đại của cái hệ mà chứa 3 vectơ, mình đặt là x, y và u ở đây. Đây là x, đây là y, đây là u. Từ cái hệ M này nè, mình rút ra một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại thì cái hệ đó chính là cơ sở của cái không gian V kép này. Thế bây giờ mình muốn biết được là trong ba đứa này rút ra được hệ độc lập tuyến tính cực đại là hệ nào thì chúng ta có nhiều cách làm. Cái chuyện này chúng ta có học ở trong chương trước đó. Là mình có thể làm bằng cách là xếp nó thành ra một cái ma trận theo dòng, rồi đi tìm hạng của ma trận đó. Từ đó mình suy ra được cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Hoặc là mình dùng cái cách là định nghĩa, tức là em rút ra từ M một cái vectơ khác vectơ không thì bản thân nó là một cái vectơ, là cái hệ đó, hệ còn có một vectơ đó đó, nó là một cái hệ độc lập tuyến tính. Em cứ bổ sung dần vào sao cho cuối cùng em được một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại. Cực đại có nghĩa là nếu bổ sung thêm nữa thì nó ra phụ thuộc tuyến tính. Đây là cái hệ của nó nè. Thì chúng ta làm bằng cách là bổ sung từ từ. Đầu tiên là vectơ x này nó là vectơ khác vectơ 0 trong R4. Vectơ 0 trong R4 là vectơ mà 4 thành phần đều là số 0. Vậy thì x của ta khác 0. Như vậy là hệ chỉ chứa x0 độc lập tuyến tính. Bây giờ mình bổ sung y vào thì em thấy nè, y nó không phải là kx, y các thành phần của y nó không tỷ lệ với là các thành phần của x. Mà nếu như vậy thì theo định lý mình học ở phần trước ấy, thì khi em bổ sung vào cái hệ một vectơ x này nè, thêm vectơ y vô nữa thì nó vẫn được một cái hệ độc lập tuyến tính. Rồi. Bây giờ mình bổ sung u vào thì nó thành độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính. Thì ở đây em thấy nè, nhìn kỹ xy với u ha, em có thấy được chuyện này không? U chính là x cộng y. Đây nè, em lấy thành phần thứ nhất trong x, em cộng thành phần thứ nhất trong y, 1 cộng 2 nó ra 3 này. Thành phần thứ hai trong x cộng thành phần thứ hai trong y, tức là lấy 2 cộng với trừ 3 thì ra trừ 1. Rồi thành phần thứ ba, 3 cộng 1 nó ra 4 này. 0 cộng 1 thành phần thứ tư cộng lại thì ra thành phần thứ tư trong u này. Như vậy rõ ràng là x cộng y thì bằng u. Mà khi mình biết là u bằng x cộng y có nghĩa là u là tổ hợp tuyến tính của hai vectơ xy. Mà nếu u là tổ hợp tuyến tính của hai vectơ xy thì khi em bổ sung u vào trong cái hệ này thì cái hệ này, cái hệ mới này nè, hệ mà xu là phụ thuộc tuyến tính. Cho nên mình kết luận rằng hệ độc lập tuyến tính mà cực đại của cái hệ M này là cái hệ xy, xy mà thôi. Là hệ gồm có hai vectơ x và y mà chúng ta đặt ở đây. Mà hệ độc lập tuyến tính cực đại của cái hệ M này thì theo phần ở phía trên mình nói nó là cái gì nè? Nó là cơ sở, nó là cơ sở của cái không gian V kép này. Và không gian V kép này nó có chứa hai vectơ là x và y thì số chiều của nó là 2. Như vậy là chúng ta vừa giải quyết xong cái ý là tìm cơ sở và tìm cái số chiều của cái không gian V kép sinh bởi 3 vectơ x, y và u. Các em có theo kịp không? Muốn làm những bài toán như thế này là mình phải nhớ cơ sở của không gian con sinh bởi tập hợp nó là cái gì nè, rồi hệ độc lập tuyến tính cực đại trong một cái hệ vectơ là cái gì nè, làm sao để tìm được cái hệ đó nè. Em thấy là các cái khái niệm nó liên quan rất chặt chẽ với nhau, cho nên mình phải ôn tới ôn lui nắm cho nó vững. Bởi vì như nói trong những tiết trước rằng là những cái khái niệm này á, chẳng những là giúp mình học tốt những cái khái niệm mới mà còn nó là công cụ để làm toán nữa. Chúng ta qua một khái niệm nữa, đó là tổng và giao các không gian con. Bây giờ cho U và V kép là hai không gian con của không gian vectơ V. Đặt U cộng V kép là cái tập hợp. Tập hợp gồm các cái phần tử mà có dạng là x cộng y, trong đó x là thuộc U và y là thuộc V kép. Có nghĩa là cứ một cái phần tử trong cái tập hợp U cộng cái V kép này nè, một cái phần tử trong tập hợp này, bao giờ cũng diễn tả nó thành là tổng của hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc U và một phần tử là thuộc V kép. U giao V kép là tập hợp tất cả những cái phần tử mà cái phần tử đó vừa thuộc U vừa thuộc V kép. Cái dưới này thì nó dễ hiểu hơn cái trên. Ở trên đó là mỗi phần tử trong U cộng V kép là những cái phần tử mà có thể biểu diễn nó thành tổng hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc U và một phần tử thuộc V kép. Còn dưới này là nó là tập hợp tất cả những phần tử chung của cả U lẫn V kép. Các em hiểu hai cái tập hợp này rồi chứ? Thế bây giờ hai tập hợp này là người ta chứng minh được rằng hai tập hợp này đều là các không gian con của V. Đây là định lý, họ chứng minh được điều này. Và họ chứng minh được điều thứ hai rằng là số chiều của cái không gian U cộng V kép, tức là tổng của hai không gian con. Dim của U cộng V kép thì bằng dim U cộng dim V kép trừ đi dim của U giao V kép. Hai định lý. Cái này và cái này là không gian con. Thứ hai là cái số chiều của cái không gian tổng này nè được tính qua số chiều của hai cái không gian ban đầu và không gian con giao này nè, như thế này đây. Ta lấy ví dụ đi. Trong không gian R4 cho hai không gian con là không gian U và không gian V kép như sau. U là tập hợp tất cả những cái phần tử x trong R4 thỏa điều này. Phần tử thứ nhất trừ 3 phần tử thứ hai cộng 2 phần tử thứ ba cộng 2 lần phần tử thứ tư bằng 0. Còn V kép là tập hợp những cái phần tử trong R4 thỏa là 2 lần phần tử thứ nhất nè, trừ 2 lần phần tử thứ hai cộng 5 phần tử thứ ba cộng 6 phần tử thứ tư bằng 0. Câu hỏi đặt ra là tìm cơ sở và số chiều của U giao V kép. Thế bây giờ mình muốn tìm cơ sở và số chiều của U giao V kép thì đầu tiên mình phải biết là U giao V kép nó như thế nào. Cái tập hợp này nó như thế nào. Thế thì U giao V kép đó là tập hợp tất cả những cái phần tử chung của cả U lẫn V kép, tức là thỏa mãn trong những cái tính chất trong U và thỏa mãn cái điều kiện đặt ra trong V kép. Đó là hai điều kiện này nè. X là x1, x2, x3, x4, và vì nó thuộc U cho nên mình có cái điều này. Mình có cái phương trình thứ nhất. Và vì x này nè nó cũng thuộc V kép cho nên mình có cái phương trình thứ hai. Như vậy thì một cái phần tử x trong cái không gian con U giao V kép của R4 này nè, có phải nó là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này không? Như vậy thì để diễn tả cho nó rõ U giao V kép chứa những cái phần tử như thế nào thì chúng ta đi giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này. Và muốn giải hệ phương trình tuyến tính nhất thì ta làm sao? Đầu tiên ta đi lập cái ma trận hệ số mở rộng. Các em còn nhớ không, là cái chương số 1 đó. Chương số 1 là liên quan đến định thức rồi hệ phương trình tuyến tính. Muốn giải một hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta có hai cách, dùng Raman, dùng phương pháp Gauss. Đây là Gauss này. Chúng ta thiết lập một cái ma trận hệ số mở rộng. Cái bên trái này nè là các cái hệ số của x1, x2, x3, x4. Ví dụ như 1, 2 là hệ số của x1, rồi trừ 3, trừ 2 là cái cột hệ số của x2, rồi 25 là cột hệ số x3, rồi 26 là cột hệ số của x4, 00 là cái hằng số tự do bên tay phải. Đó. Rồi theo pháp Gauss thì là mình đưa cái ma trận hệ số mở rộng này về ma trận bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Bây giờ muốn đưa về mặt trận bậc thang thì sao này? Ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Mặt trận bậc thang thì hai phần tử khác không đầu tiên bên trái của hai cái dòng không thể nằm trên cùng một cột như thế này. Ta phải làm số 2 này thành số 0. Như vậy thì lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1. Khi em lấy dòng 2 em trừ 2 dòng 1 thì chỗ này là số 0. Lấy trừ 2 mà trừ đi 2 lần cái trừ 3, tức là trừ 2 cộng 6 đó. Chỗ này là số 4. Lấy 5 mà trừ đi 2 lần số 2, 5 trừ 4, đây là 1. Lấy 6 trừ 2 lần số 2, 6 trừ 4, ta được số 2. Đương nhiên chỗ này là 0 trừ 2 lần 0, thì là số 0. Đây là ma trận bậc thang. Ta vừa làm được cái động tác thứ nhất là đưa ma trận hệ số mở rộng về ma trận bậc thang bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Và theo thuật toán này, thì từ cái ma trận bậc thang ta sẽ có một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà dễ giải hơn cái hệ ban đầu. Đây là ma trận bậc thang mà chúng ta vừa biến đổi về đó. Từ đây em mới viết ra cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà tương ứng với nó. 1 này là 1x1, trừ 3 là trừ 3x2, 2 là 2x3, 2 này là 2x4 và đây là 0. Hàng thứ hai thì đây là 4x2, đây là 1x3, 2x4 và 0. Từ cái phương trình dưới này nè, chúng ta tính một ẩn theo hai ẩn kia, tại phương trình này nó có 3 ẩn. Thế thì bây giờ tính dễ nhất á, mà khỏi xuất hiện phân số là tính x3 theo x2 và x4. Thì ta có x3 là trừ 4x2 trừ 2x4. Phải vậy không? Chứ nếu ví dụ như em tính x2 mà theo x3 và x4 thì em chuyển x3 và x4 qua rồi em phải chia 4 xuống ra phân số, nó không được đẹp. Vậy thì từ phương trình dưới sau khi tính được x3 theo x2 và x4 ha, em mới thế x3 này vào đây và em chuyển về. Em mới tính được x1 theo x3, x2 và x4. Chuyện này dễ cho nên tôi tính sẵn các em luôn. x1 lúc này nó sẽ là trừ 2x3 cộng 3x2 trừ 2x4. Như vậy là mình đã tìm ra được nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất ban đầu. Đây, x3 là trừ 4x2 trừ 2x4. x1 tính theo x2, x4 là 11x2 cộng 2x4. Em thế nó vô, em rút gọn lại. Ta có x1 và x3 tính theo x2, x4 là bằng chứng này nè. Như vậy thì, hồi nãy ta nói rằng là tập hợp U giao V kép, tức là cái không gian vectơ con này đó, nó là tập hợp tất cả những phần tử x thỏa mãn cái phương trình ở trong U và phương trình trong V kép. Tức là x này nè, nó là nghiệm của hệ phương trình. Và vừa rồi ta mới giải hệ phương trình ra, ta tìm được là x là nghiệm của hệ phương trình thì nó có dạng như thế này. x1 là 11x2 cộng x2 cộng 2 lần x4. Đó. Và x3 mà tính theo x2, x4 nó là trừ 4x2 trừ 2x4. Như vậy thì cứ một vectơ x nào đó trong cái U giao V kép nó phải có dạng như thế này. Xin nói lại, đây là cái x này nè, nó là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và là nghiệm cơ bản. Và có một cái ghi chú hồi nãy rằng là từ cái hệ nghiệm cơ bản này, nếu mình rút ra được từ cái hệ nghiệm tổng quát này, từ nghiệm tổng quát này mình rút ra được cái hệ nghiệm cơ bản thì hệ nghiệm cơ bản nó sẽ là cơ sở của cái không gian con U giao V kép này. Như vậy thì bây giờ muốn tìm cơ sở của không gian này thì tiếp theo là mình phải đi tìm hệ nghiệm cơ bản của nó. Thì ở đây có hai cái ẩn tự do là x2 với x4. Ta lần lượt cho x2 là 0, x4 là 1. Thì ta được một nghiệm cơ bản. Nghiệm ở đây cho x2 là 0, x4 là 1. Ta tính x1 và x3. Bây giờ thế x2 là 0 và x4 là 1. Thì chỗ này là số 2. Đây nè, x2 là 0 mất cái này nè. x4 là 1 thì 2 x 1 cái này là số 2. Thế vào trong x3, em thế x2 là 0 mất cái này. Thế x4 là số 1 thì chỗ này phải là trừ 2 không nè. Đó. Tiếp theo thì mình cho x2 là 1 và x4 là 0. Đây là cái cách tìm hệ nghiệm cơ bản từ cái nghiệm tổng quát. Em thế x2 là 1 và x4 là 0 vào cái nghiệm tổng quát này thì em sẽ được tiếp theo một cái nghiệm cơ bản mà mình đặt là z. Thế x2 là 1, x4 là 0 thì x1 là bao nhiêu? x2 là 1, x4 là 0 thì 2 lần 0 là 0 mất rồi. Chỗ này x2 là 1 cho nên chỗ này là 11 nhân 1 tức là 11. Cái chỗ này mình thế x4 là 0, thế x2 là 1 thì mình được là -4. Đây là hệ nghiệm cơ bản. Mà nó là hệ nghiệm cơ bản thì nó là cơ sở của U giao V kép. Chuyện này đã được viết trong phần ghi chú. Và nhìn vào đây, cơ sở có 2 vectơ thì mình biết ngay số chiều của không gian này là 2. Ý thứ hai là tìm một cơ sở và số chiều của không gian tổng U cộng cái V kép. Đây là U, đây là V kép. Bây giờ muốn tìm một cơ sở của U và V kép thì có 2 cách làm. Tôi sử dụng cách thứ nhất là thế này. Hồi nãy mình có cái định lý rằng là dim của U cộng V kép thì bằng dim U cộng dim V kép trừ dim U giao V kép. Tức là tôi đang đi tính cái số chiều của U cộng V kép. Tìm cơ sở và tìm số chiều thì trong cách 1 này là tôi đi tìm số chiều trước, tính số chiều của nó bằng cái định lý này đây. Thế thì dim của U giao V kép là có rồi ha, mới tính nó là 2. Thế bây giờ đi tính số chiều của không gian U và tính số chiều của không gian V kép. Làm tương tự như trong cái ví dụ đầu tiên á, của cái không gian con á, thì ta tìm số chiều của U bằng cách là dùng cái ghi chú rằng là số chiều của U thì bằng n trừ đi RA1. Các em nhớ hồi nãy mình có ghi chú đó. Ở đây n là mấy? N là 4. Và cái hạn của ma trận hệ số A1 này là bao nhiêu? Là 1. N là 4 là em biết rồi. R4 thì N là 4 rồi. Còn cái A1 này nè, nó là ma trận các cái hệ số của cái phương trình này. Tức là mình lấy số 1, số -3, số 2 ra. Nó có một vectơ thôi. Một vectơ thôi thì hạn là 1. Như vậy thì số chiều của U là 4 - 1 bằng 3. Hoàn toàn tương tự như vậy thì mình tính được số chiều của V kép. Nó cũng bằng là n trừ đi RA2. N là 4. Nói RA2 thì ở đây là ma trận các hệ số thì gồm có một dòng thôi cho nên hạn là 1. Thì trừ đi nó ra 3. Vậy thì số chiều của U, mà số chiều của U giao V hồi nãy tính ra được bằng 2. Vậy thì tính ra được cái số chiều của U cộng V kép bao nhiêu? Nó bằng 4. Lấy 3 cộng 3 là 6. Trừ đi số chiều này là 2 ra 4. Mà 4 thì bằng số chiều của R4. Mà các em thấy nè, U cộng V kép là không gian con của R4. Mà số chiều của nó bằng số chiều của R4. Vậy thì mình có một định lý nói rằng lúc này là cái không gian U cộng V kép này chính là R4. Mà nếu chính là R4 thì bây giờ hỏi một cơ sở của nó thì mình chọn ngay cơ sở chính tắc của R4 làm cơ sở của nó. Vậy là ta giải quyết xong câu B bằng cách thứ nhất. Cách thứ hai là thế này nè. Em đi tìm cơ sở của U làm giống như cái ví dụ trên đó. Em tính x1 theo x2, x3, x4 rồi em mới tìm cái hệ nghiệm cơ bản của không gian U. Thì tại vì nó giống hồi nãy cho nên tôi viết ra luôn ha. Thì lần lượt mình cho x2 là 1, x3 là 0, x1 là 4 thì em được cái vectơ U1 theo vào đây nè là 3, 1, 0, 0. Rồi lần cho x2 là 0, x3 là 1, x4 là 0, em thế vào đây thì em sẽ được một nghiệm cơ bản nữa, đó là -2, 0, 1, 0 đó. Rồi em cho x2 là 0, x3 là 0 và x4 là 1 thì lúc này em được một cái U3 đây là x2 là 0 này, x3 là 0, x4 là 1. Em thấy vào đây em tính x1 nè. Thì em tính ra được là -2. Đây là cơ sở của U. Tương tự như vậy em làm cho cơ sở của V kép. Em cũng chuyển vé, em tính x1 theo x2, x3, x4 và em cho x2, x3, x4 lần lượt các giá trị là 1, 0, 0. Thì em tính ra được cái V kép 1 là cái nghiệm cơ bản đầu tiên của cái V kép này. Rồi cho x2 là 0, x3 là 1, x4 là 0 thì được một cái nghiệm cơ bản nữa. Đấy, x2 là 0, x3 là 1, x4 là 0. Thế vào đây nè. Đó, thế vào đây. x2 là 0. Đó. Rồi x4 là 0, x3 là 1 thì được -5/2. Cái chuyện này tính toán thôi, nó rất là đơn giản. Thời lượng nó có hạn cho nên là tôi làm nhanh tí xíu ha. Tính toán thôi các em, không có gì cả. x2 là 0, x3 là 0 và x4 là 1. Thì cái W3 này em tính ra được là -3,001. Thì đây nè, nó là cơ sở của W. Rồi U1, U2, U3 là cơ sở của U. W1, W2, W3 là cơ sở của W. Thì cái hệ M mà chứa 6 vectơ này nè, nó là hệ sinh ra cái không gian tổng. Thì từ cái hệ này nè, đó em rút ra một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại bằng cách là em xét nè, U1, U2, U3 là độc lập tuyến tính rồi. Em bổ sung cái W1 vào nữa. Đây, U1, W1, U2, U3. Sắp xếp nó. Nếu cái định thức này mà mình tính ra được nó khác không thì kết luận rằng là 4 vectơ này độc lập tuyến tính. Thì đây, dùng cách tính định thức thì em thấy rằng là mình ngăn chia ra được làm 4 phần như thế này. Thì theo Laplace thì định thức này nó bằng là định thức con cấp 2 trên này là nhân định thức con cấp 2 dưới này. Định thức con cấp 2 trên này là 3 - 1 là 2, dưới này là 1 - 0 là 1. Vậy là mình có 2 × 1 bằng 2, khác không? Cho nên ta kết luận rằng là 4 vectơ này độc lập tuyến tính, cho nên nó là cơ sở của U cộng V kép. Và nếu như vậy thì số chiều của U cộng V kép là 4, bởi vì cơ sở này có 4 vectơ. Các em thân mến, như vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn tất xong cái chương thứ 2. Cái phần cuối cùng thì do thời lượng nó có hạn cho nên tôi làm có vẻ hơi nhanh, nhưng mà vì nó cũng hơi dễ cho nên cái này thì chắc là các em có thể tự tính toán được. Tuần sau thì chúng ta sẽ ôn tập cái chương số 2 bằng những bài toán trắc nghiệm. Muốn ôn tốt thì đề nghị các em chúng ta coi lại các cái khái niệm, các cái tính chất, các định lý đã được học để chúng ta ôn tập nó có hiệu quả hơn.